Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bô Rồi Giò. Mình là biên tàu lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là kèo 2.6 Dũng Lai, lần đầu tiên kết hợp với Tú MC, 6 em trẻ của Hà Tĩnh. Đây là sân 16B Đông Lộ, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. Đây là sân diễn ra giải của Mỹ Anh 44. Tú MC và kết thúc tốt của MC. Theo thống kê từ chiều tới giờ, các em trẻ đang thiếu nợ các anh lớn là 5 set đúng không? 5 set, đây là set thứ 6 nha. Đang nợ các anh 5 set, 1-0. Một pha xử lý hay của các em trẻ biên số 2 vừa rồi. Một đều, mui. Lại là Dũng Lai, một pha quen thuộc sở trường giống như Khánh Shipper trước đây. Dũng Lai làm gì để nhét không? Nhét vẫn tiếp tục. Một pha xấu bóng, xấu kỹ thuật, lỗi kỹ thuật rồi. Hai một. Chiều giờ cũng hơn một chục set rồi các bạn à. Dũng Tú MC phát bóng mang niệm trực tiếp phát bóng vừa rồi. 3-1. Pha phát bóng không qua lưới của Tú. 2-3. Tiếp tục phản công cho các em trẻ. 3-3. Pha xử lý hay của Dũng Lai. 4-3. Dũng Lai ra Hà Tĩnh giải lần này là chơi cho đem Diamond Gaming, tem Game Diamond, tem của Dũng Lai. Còn tem của Tú MC là vật liệu xây dựng toàn thắng của Nghi Xuân nha các bạn. Trước đây tem của Dũng Lai là gồm có là Ngọc Thuân, Duy Tiến, Thắng Con và Dũng Lai. Lần này đến với giải mấy anh gồm có Bùi Cường, Tăng Cường. Một pha kết thúc tốt của Dũng Lai, Tú MC. Mấy rồi? 6-3. Cơ hội cho Tú. Một pha dội bơm của Tú pha bóng gì rồi? 7-3. Trời ơi, một pha phá bóng quá ghê của Tú MC. Có thể nói là lần đầu tiên Tú MC phá bóng quá ghê. Thì ta bây giờ đói bụng và đói bụng rồi các bạn ơi. 4-7. Phát lại. 4-7.
và kết thúc tốt của em trẻ Hà Tĩnh. Năm bảy bông tốt. Tám năm, một pha kết thúc đầy quy lực của chúng ta. Một pha phát bóng hỏng của Tú. Sáu tám. Sáu tám. Một pha xử lý hay của Dũng Lai. Chín sáu. Và phát bóng đẹp trực tiếp của Tô MC. 16. À, đang đâu rồi? Con đang đâu rồi? Con đang đâu rồi? 16. Đang đánh set cuối này chắc ha. Lô. Rồi ra sân. Mười một sáu. Tú MC phát bóng hỏng. 71. Mày đây. Và kéo bóng không trắng của Thỏ Mặt Kinh. Thỏ Mặt Kinh. Tám mươi một. Dũng Lai đánh bóng không qua lưới. 91. Và nhét bóng tốt của Dũng Lai. 12-9. Trời ơi trời. Ngoài sân. Bóng vào sâu. 13-9. Quá ghê. Một pha đầy quy lực của Tom Si. 14-9. Mình năm nay ra bắt. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến hết. Xin chúc mừng quý Tố MC Dũng Lai vào bờ an toàn trước các em trẻ 2.6. Các em trẻ ối cơm và ối canh.
các em trẻ ối cơm bỏ canh một buổi chiều này. Chuẩn bị gói dài của Nguyễn Minh Hiếu nhá. Chào em nhá. Ok men chú Hằng. Ok. Chú lắm ghê chú bạn kia. Ok. Mình về em nhá. Mười sáu B Đông Lộ, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. Xin chúc các kinh bạn trẻ buổi chiều sinh nhật vui vẻ. Các em trẻ Hà Tĩnh sinh nhật vui vẻ buổi chiều. Cười rồi. Tối thôi nhưng nó phải chiều. Cười rồi. Tối rồi. Ôi cơm. Đây là các em, các cháu tuổi trẻ đang fan của Đại Lâm, đang chuẩn bị vô hàng với Đại Lâm các anh. Ok.